mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Nè, dừng lại. Các vị sư phụ kìa. Dạ. Các vị sư phụ. Những người tu hành như vậy thật là khó gặp. A-di-đà-phật. A-di-đà-phật, tôi là người của làng này. Mọi người gọi tôi là Hoàng Lão Gia. Tôi có sở một ngôi chùa. Tôi cũng là Phật tử. Hoàng cư sĩ công đức vô lượng. Như vậy có đáng gì nói đâu. Tôi vội vã đuổi theo chính là để mời các vị đến nhà tôi nghỉ ngơi, để tôi tiếp đãi các vị, cúng dường các vị một bữa cơm chay đạm bạc. Cảm ơn lòng tốt của quan cư sĩ, nhưng chúng tôi phải lên đường cho kịp trời tối. Không mất nhiều thời gian của quý vị đâu, cơm đã làm xong rồi. Như vậy như vậy thì tùy duyên vậy. A-di-đà-phật. Tốt quá. Xin mời. Bắt đầu lễ lại đến nay cũng 4 tháng rồi, nhưng chưa được ăn bữa cơm nóng nào hết. Các thầy ăn thấy ngon miệng chứ? Những người tu hành như chúng tôi có bữa cơm no lòng là đủ rồi. Huống hồ bữa cơm thịnh soạn như vậy, quan cư sĩ nhất định đã có chuyện nhờ giúp đỡ. Ê, đúng là sư phụ thật sự biết rõ tâm của đệ tử. Chuyện là như thế này, tôi bỏ tiền xây sửa một ngôi chùa hương quả rất đều đặn, mỗi năm thu vào hơn 2.000 lượng bạc. Trong chùa có khoảng 10 mấy vị tu sĩ, điều kiện quá tốt, họ trở nên mục nát, vừa không tụng kinh vừa không lại Phật, ngay cả chuông cũng là biến đánh nữa. Biết như vậy thì khách hành hương sẽ có suy nghĩ không tốt, họ sẽ đi chùa khác thôi. Tôi đang tìm một vị hòa thượng tu hành đức độ làm chủ trì. Bần tăng vì báo đáp phụ mẫu tri ân mới phát nguyện lại đến Ngũ Đài Sơn, thề nguyện chưa thành sẽ không trì hoãn. Hơn nữa làm chủ trì một ngôi chùa lại là sự nghiệp hoằng pháp lợi sanh, không biết ý của các vị pháp sư đây như thế nào. Chủ trì an tăng vốn là trách nhiệm của người xuất gia chúng ta mà. Vậy được, vậy thì mời Sơn Hà sư phụ ở lại đây vậy. Dưới sự ủy thác của pháp sư đây, tôi nào dám từ chối. Quản lý tốt một ngôi chùa, trách nhiệm này cũng rất nặng. Gánh nặng này tôi nghĩ xin biến chân sư phụ ở lại phụ giúp một tay. Huynh cũng biết chia sẻ đó chứ. Cũng tốt, chúng tôi sẽ lại khoảng một thời gian, cái đó sẽ lên Ngũ Đại Sơn sao vậy? Đúng rồi, sau này đi cũng không muộn. Ha ha ha, 问什么的说